Vâng, em xin chào quý vị, và hôm nay chúng ta tiếp tục đến với Nguyên Vũ Audio trong một cái video clip về một bộ dàn đồng bộ của Onkyo, đấy là con Onkyo N7SX. Dòng đời rất cao của Onkyo, và nó trang bị đầy đủ trong cái bộ dàn này là có cả giải mã, vâng, có cả đường cắm điện thoại, rồi có cả đường đọc USB để cho chúng ta là phục vụ chúng ta là nghe nhạc từ trên TV Smart, nghe nhạc từ điện thoại Smart, vâng, và nghe nhạc từ trên USB xuống đều được hết. Đấy. Vâng, và con này về, đặc biệt là con này về là đồng bộ quý vị. Đấy, đồng bộ. Tức là loa cũng là loa N7SX và cục là cục N7SX luôn, nên là nó khai thác được tối đa cái chất âm của cái bộ dàn luôn. Đấy. Tất nhiên là sẽ có những cái bộ dàn nó về là nó sẽ có những cái loa đời cao hơn nữa cơ. Tuy nhiên thì là cứ đúng bộ của nó thì là nhiều vẫn thích hơn. Đấy. Nên là hôm nay em đưa lên đây cho quý vị để quý vị có thể là chọn mua cái sản phẩm về để nghe nhạc ở nhà. Đấy, vâng. Đây, em đánh giá rất cao chức năng USB này, bởi vì là rất nhiều khách hàng thích chức năng này. Đấy. Các anh đấy thường xuyên hay hỏi bên em là có những cái bộ dàn có USB không, thì để anh một bộ để anh về nghe nhạc ở trong phòng ngủ của anh. Vì anh nhiều khi anh có rất nhiều các bài hát mà anh yêu thích. Đấy, mà anh nghe đĩa thì nó ít bài quá. Đấy, anh nghe cắm điện thoại thì nhiều khi nó cũng kiểu cứ phải cầm điện thoại đi đây đi đó, mà để một chỗ thì cũng bất tiện, nên là các anh đấy hay thích cắm cái USB vào trong máy, sau đó phát nhạc nghe cả ngày. Đấy, nên là cái chức năng này bây giờ cũng đang được rất nhiều các anh quan tâm này. Đấy. Đây nha, thì trước khi mà chúng ta vào test kỹ hơn về sản phẩm cũng như là nghe kỹ hơn cái chất âm của nó, thì chúng ta sẽ cùng nhìn xem là cái con này nó còn đẹp không nhá. Đấy. Hàng này thì nhìn chung ấy về là nó còn rất đẹp. Đấy. Với em mà nói thì đây là một bộ dàn rất đẹp. Đấy. À, quý vị nhìn, quý vị thấy không ạ? Đây. Đấy nhá. À. Đấy. Các cái góc cạnh của loa quý vị có thể thấy là nó không bị sứt mẻ gì. Đấy. Đấy. Mặt mũi cũng còn rất đẹp. Đấy. Đây là Onkyo N7SX này quý vị. Đấy. Công suất của loa là 70W và trở kháng của nó là 4 ohm. Đấy. Đấy. Và đây là dòng loa sử dụng công nghệ mới nhất hiện nay, đấy là công nghệ màng sợi Kevlar, hay còn gọi là màng sợi carbon da trăm. Thế tại sao lại gọi là sợi carbon da trăm? Để quý vị nhìn. Đấy. Bởi vì nó được test từ các cái thợ sợi carbon như này, và nó tạo nên các cái đường vân giống như là da trăm vậy, nên người ta gọi là sợi carbon da trăm. Da trăm da rắn, quý vị nhìn thấy không ạ? Rất giống đúng không ạ? Đấy. Và con này thì là được sử dụng công nghệ màng bát nõm nhé, màng bát nõm để nó cho tiếng bát nó sâu hơn, vâng, trung âm nó ra nó sẽ thoát tiếng hơn, bởi vì được dạng nõm như này thì nó như một cái phễu vậy, và khi mà âm thanh của chúng ta đưa qua cái khi mà chúng ta đưa qua một âm thanh qua một cái phễu như này thì âm thanh được khuếch đại to hơn, rõ hơn, đúng không ạ? Giống như kiểu chúng ta khum tay lại và chúng ta hét lên ấy, thì nó sẽ khác, chúng ta không bỏ tay ra, chúng ta hét không và chúng ta khum tay và chúng ta hét thì nó khác, đúng không? Đấy, cái tiếng hét chúng ta nó tập trung ở cái tay của chúng ta hơn, và nó được lan tỏa xa hơn, thì đấy, cái này nó ứng dụng kiểu như vậy này. Nó giúp cho âm trung nó lan tỏa xa hơn, âm bass nghe nó sẽ chắc hơn, đặc biệt là khi nó sử dụng cái gân vải xếp như thế này, vải xếp như này, để biến độ tác động của nội màng loa sẽ lớn hơn, và nó sẽ làm cho cái bass nó đánh sâu hơn, cái giải tiếng ra rộng hơn. Tất nhiên rồi, bởi vì là biên độ dao động của loa nó lớn thì là cái tần số nó sẽ nhiều hơn, tần số nhiều hơn thì đương nhiên là cái giải nó sẽ nhiều hơn, đúng không ạ? Đấy. Đây, con này được trang bị thêm một chép lom. Chép lom. Cái chép này thì có người bảo đây là mũi khế, có người lại bảo đây là mũi tên lửa, có người thì còn bảo đây là cái đít cau, đầu cau, thế thì tùy cái sự tưởng tượng của mọi người thì chúng ta sẽ hay có những các cái sự liên tưởng khác nhau và có những cái tên gọi khác nhau, nhưng đây nói chung nhìn chung là chép lom. Đấy. Cái mũi của nó này là mũi tên lửa hay là mũi gì thì tùy quý vị nhá. Đấy. Vâng, đấy. Này, con Onkyo N7SX này quý vị thấy không? Quá đẹp luôn nhá. Em thì em thấy con này quá đẹp rồi. Không biết quý vị thấy thế nào thôi. Đấy. À. Quý vị thấy không ạ? Đấy. 70W một loa, là loa này là thuộc vào dạng công suất lớn trong dòng mini luôn đấy quý vị. Vâng. Vì thông thường em tiếp xúc rất nhiều với dòng mini thì nó công suất này nó chỉ khoảng tầm 40-50W thôi. Đấy, thậm chí những cái dòng đề nông quý vị biết rồi cũng chỉ là loa chỉ tầm 50W thôi, không nhiều. Nhưng còn những cái dòng Onkyo này thì công suất nó rất là lớn, 70W, để nó nghe
nó đã hơn, này, sướng hơn, này, quý vị, này, quý vị thấy chưa, này, cái mặt mũi đẹp nhé. Và con này thì e căng đầy đủ, để quý vị xem, e căng đầy đủ luôn. Vậy, và đây là máy của con Onkyo SX này, mặt mũi còn đẹp, quý vị thấy này, mặt mũi còn đẹp nhé, này. Nắp máy đây, đấy. Đập máy quá đẹp rồi. Đây. Còn đây đây là mặt sau của máy này. Các quý vị nhìn này. Ok không ạ? Đấy con này thì công suất của cái cục máy này là 55W, 55W, điện 100V quý vị. Điện 100V của Nhật nhé, nội địa Nhật nhé. Đời năm 2009 này, đời rất là mới gần đây. Con này thì hỗ trợ cả đường subwoofer out để chúng ta có thể kết nối với sub điện này, để tăng âm trầm cho tiếng cho dàn nhạc. Đấy. Này. Nó sẽ có cửa đường dock in và đường tape in ở đằng sau đây để chúng ta có thể là cắm thêm các cái thiết bị nữa vào đây, ví dụ như máy tính, ví dụ như máy nghe nhạc vào đây để nó nghe nhạc. Đấy. Đấy, và ở đây có một đường tape out. Đường tape out này thì là làm gì? Là để làm giải mã, hỗ trợ giải mã. Đây. Đây giải mã bằng cách là chúng ta sẽ cắm đường quang vào đây, từ đường quang in vào đây. Cắm từ trên TV smart, cắm vào đường in quang ở đây, sau đó là out tín hiệu từ đường tape out này đưa xuống dưới âm ly to để chúng ta có thể là nghe thêm nhạc ra âm ly to được. Đấy. Tiện lợi không ạ? Rất nhiều các cái chức năng hay ở trong con R7SX này. Đấy. Đấy, ok thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào chi tiết cái sản phẩm này. Đấy, bây giờ em sẽ test cho quý vị đầu tiên là cái chức năng điện thoại đi. Đấy, quý vị có thể nhìn thấy là ngay trước mặt máy đây chúng ta sẽ có một cái đường vào line in rất là tiện lợi như này. Cắm một phát vào đây thôi là phát nhạc được luôn. Đấy. Đấy, chúng ta chỉ cần mua một cái dây 3.5 và 3.5 như này cho em này. Sau đó chúng ta cắm đường tín hiệu vào line-in ở đây. Đấy. Và chuyển đường vào quý vị nhé. Chuyển đường vào. Chuyển đường vào sang đường có tên là line. Đấy. Này. Đấy. Đấy, cái bộ này đây em bán cho quý vị về là chúng ta là phát nhạc từ điện thoại, từ máy tính, từ TV smart và từ USB ra để chúng ta nghe nhạc. Còn cái CD hiện tại em thử thì là nó đang không đọc đĩa. Vâng. Đấy. Quý vị có thể thấy là con này tiếng của anh rất là hay này. Đấy, ok quý vị thấy không ạ? Cái tiếng rất là hay. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển nó sang cái đường và tiếp theo là đường vào quang nhé. Này. Đây. Đấy, chúng ta muốn chuyển sang quang thì chúng ta ấn nút input ở đây chuyển sang đường digital thôi. Đấy. Và tất nhiên là khi mà kết nối như thế này chúng ta đã phải có cái nguồn phát quang nó đang phát rồi như thế kia nhé. Ví dụ như kia thì mình sẽ mát này quý vị đi. Đấy. Ok chào ok luôn này quý vị thấy không ạ? Đấy. Em test cho quý vị thêm chức năng USB. Đấy. Chúng ta sẽ cần copy các cái bài nhạc vào trong USB, sau đó là chúng ta chuyển input sang đường USB. Đấy. Input này chuyển sang USB này. Đấy. Cho có chữ USB reading nó hiện lên. Đấy.
Đấy, thì chúng ta sẽ chờ một chút xíu để cho cái đầu này nó nhận những các bài hát ở trong USB, sau đó chúng ta bấm play ở đây để cho nó chạy. Đấy. Đấy, rất đơn giản thôi. Đấy, sau khi bấm play thì nó sẽ hiện lên cái đèn xanh ở đây. Đấy. Còn chúng ta muốn lách bài nhá thì là chúng ta sẽ sử dụng cái nút này. Đấy, chúng ta lách bài. Hoặc là quay lại bài hát trước đây. Đấy. Thì là xoay lại. Đấy, thế thôi. Lách lên thì là tiến lên. Đấy, đơn giản nhá. Đấy, đơn giản chưa? Đấy. Đơn giản nhá. Nghiên khúc vũ thành an. Vâng, thì xin mời quý vị thử nghe một đoạn liên khúc của Thành An này mà. Nghe có vẻ khá êm đềm. Nhạc chuẩn các anh nghe nhạc và trữ tình ngày xưa rồi. Tuấn này là Tuấn Ngọc rồi, không phải Tuấn Vũ rồi. Đấy. Cho thần tiên chấm cánh xót đau người tình si. Khóc cho vơi đi những nhục hình, nói cho quên đi những tội tình đời con gái. Quý vị thấy không ạ? Chuông rất rõ nét và bát của anh cũng rất là sâu nhé, mềm mộc, đấy, rất là hay. Ok. Đấy. À, còn chúng ta muốn ngắt cái nối USB, chúng ta ấn 2 lần stop vào đây, nó sẽ ngắt USB ra và chúng ta có thể rút USB ra một cách an toàn. Rất thông minh. Đấy. Đấy, thì xin mời quý vị nghe một thêm lại chất âm của nó ở đường điện thoại đi. Ở nghe mấy cái bản này, nhạc remix xem như thế nào nhá. Bát anh thích không? Cái màng bát này. Đấy. Quá đẹp luôn. Nhìn thôi đã thích rồi. Đấy. Đấy, tiếng quá hay luôn quý vị. Đấy. Thì giá của con này quý vị nhá, giá của bộ này thì nó là đi những cái con này là nếu như mà đọc CD thì những con đời cao như này thì giá của nó đang khoảng tầm 3 triệu 7, 3 triệu 6. Đấy, những hàng đẹp như này.
Đấy, những con này thì đấy nó CD đấy, em cũng nói rõ rồi, nó CD nó đang hiện tại nó về nó không đọc, thì quý vị về thì chúng ta tự mang đi thợ thay mắt nhá. Đấy thì là em để cho quý vị là đi 2.950.000. Đấy, quý vị nào có nhu cầu mua hãy liên hệ cho bên em theo số điện thoại là 0966594581 giúp em. Vâng, và em xin kết thúc video ở đây. Xin hẹn gặp lại quý vị ở trong những video theo của bên em. Nhớ hãy xin quý vị hãy nhớ một điều là hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyên Vũ Audio, cũng như là chia sẻ like cái video này để lan tỏa các cái sản phẩm của Nguyên Vũ Audio đến nhiều người hơn nữa trên cộng đồng mạng biết đến. Vâng, em xin chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị ở trong những video theo của bên em.